Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Tôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ tối, tức là 18 giờ của ngày 9 tháng 3 năm 2022. Và tôi xin chia sẻ với các bác đôi điều thế này. Trong ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái tin có thể nói rằng là liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, liên quan tới một số cái có thể nói rằng là vô cùng nhạy cảm. Bởi vì thưa các bác và mọi người, hôm trước thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo rằng là đang rà soát một số cái sự việc. Ngoài cái việc mở rộng điều tra của Bệnh viện Thủ Đức thì liên quan đến kit test Việt Á, rồi là liên quan đến một loạt các công tác chống dịch. Và một số vụ việc thì đã chuyển sang cơ quan điều tra ở giai đoạn truy tố xét xử và hồ sơ được đặt đến viện kiểm sát. Nhưng trong một cái động thái vô cùng bất ngờ, là ngày hôm nay, thưa các bác và mọi người, đó chính là cái việc mà Bộ Công an đang điều tra một cái sự việc. Có thể nói rằng là tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ luôn. Và nếu như mà điều tra được cái việc này mà lại ra được một vài tội phạm thì xin phép với các bác rằng là chúng ta không hiểu rằng là họ trục lợi đến mức độ như thế nào ở trong thời kỳ đại dịch. Nếu như các bác ấy mà quan tâm đến tình hình chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh thì các bác có thể thấy rằng là lúc đó chúng ta bị cuốn đi bởi rất nhiều người chết, tiếng còi cứu thương hú ở khắp nơi. Nhưng mà các bác có thể thấy, phải nói rằng là phải là người Sài Gòn thì mới cảm nhận được điều đó. Đó là câu nói của bạn tôi khi mà chúng tôi tổ chức những cái chương trình hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bạn ấy nói rằng là không thể tưởng tượng được đâu, ông phải trải qua được cái thời kỳ này, ông mới hiểu. Đó chính là cái có thể nói, wow, rất là đáng buồn. Một thành phố Hồ Chí Minh ở trong đại dịch, một cái khoảnh khắc có thể nói rằng là lịch sử. Vậy mà nếu có ai mà trục lợi từ cái việc mà chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, thì thật sự đây là một vụ án kinh khủng khiếp, không khác gì cái vụ Việt Á cả. Tôi xin chia sẻ các bác như thế này. Bộ Công an thì vừa gửi công văn để yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp hồ sơ tài liệu về việc chi tiền phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngày 9 tháng 3 thì nguồn tin của Dinh được xác định là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an, tức là C03, thì đang điều tra và xác minh việc chi tiền để thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ công tác điều tra thì C03 đã gửi công văn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo sở ban ngành phối hợp để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến hai nội dung. Một là kết quả thực hiện đến nay đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là nội dung thứ nhất, là chế độ chính sách đặc thù như thế nào. Thứ hai là kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các vụ việc sai phạm đã phát hiện và kết quả xử lý, để kịp thời có báo cáo đến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp. Cục C03 thì đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ban ngành để cung cấp tài liệu này. Đồng thời thì C03 phân công điều tra viên cao cấp và các cán bộ để trực tiếp liên hệ và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Qua đó thì các bạn có thể thấy rằng là rà soát tổng thể một lần. Nhưng một điều nữa, đó chính là cái việc mà như tôi nói bắt đầu á, là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rằng là có một số cái sai phạm ở trong đó và đã trong giai đoạn truy tố, thì cũng phải tập hợp lại để gửi lại Cục C03. Và đây là theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Và cái ngày 19 tháng 2 là cái ngày cuối cùng, 19 tháng 3 đó, tôi cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu nữa đó, nhưng mà hình như là có một cái ngày cụ thể để mà phải báo cáo deadline. Để qua đó các bác có thể thấy rằng là trong công cuộc này, nếu như có được một sự trục lợi thì rất khủng khiếp.
và ngày hôm nay tôi sẽ dành về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng ta phải công bằng mà nói. Đấy, công bằng mà nói, xin chia sẻ các bác rằng là ông Nguyễn Thành Phong thì đã chuyển về làm lớp phó rồi. Báo Tuổi Trẻ vừa rồi có câu chuyện về lớp phó, Báo Tuổi Trẻ cười, lớp phó rất hay. Thì ông Nguyễn Thành Phong thì về làm phó ban kinh tế trung ương, chỗ anh Trần Tuấn Anh. Về rồi, sau khi mà gọi rằng là được tái cử chức gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, nghĩa là tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa, nhưng mà chưa đầy một năm, chỉ được có 6 tháng hơn thì phải, hay là chưa được 6 tháng thì đấy tôi không nhớ lắm, thì đã trở thành một phó ban của ban kinh tế trung ương, một cái ban phải nói rằng là rất đặc biệt, mà chưa đặc biệt là trong mặt kép, để thấy rằng là trong công cuộc phòng chống ấy, chắc chắn là xảy ra nhiều vấn đề. Và ở đây á, sau một cuộc đại dịch ấy, thì tôi rất trân trọng và tôi rất tôn trọng ông Bí thư Nguyễn Văn Nên, bởi vì có thể nói rằng là ông rất thật thà. Ông rất thật thà ở chỗ là ông ấy nói rằng là nhiều khi người ta đưa đi cách ly, nhưng đưa đi cách ly rồi không biết làm gì nữa. F1 cũng đưa đi cách ly, F0 cũng đưa đi cách ly, nhưng không biết làm gì ở trong cái thời điểm đó. Đó, đấy là một trong những cái để mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái cuộc đại dịch vừa rồi. Và huy động rất nhiều công sức, rất nhiều nhân lực, thậm chí quân đội cũng phải vào cuộc để mà ổn định cái tình hình. Đó là một chúng ta có thể nhìn thấy trong cái cuộc chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Sau này ấy, thì thay ông Phong và ông Mãi thì đã ok hơn, mọi thứ thì ổn định hơn một chút. Đó. Và cuộc đại dịch thì cũng đã qua, thành phố Hồ Chí Minh lại hồi lại rồi và tiếp tục có một cuộc phát triển rồi, trong một giai đoạn phát triển mới rồi. Và cũng rất may, tôi hy vọng rằng là cái quá khứ, một cái sự việc khủng khiếp như thế sẽ không tái diễn một lần nào nữa đối với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu như có những cái sai phạm như là C03 mà đưa ra thì cũng phải xử lý đến nơi đến chốn và cũng phải công khai hóa. Ông Nên, tại sao tôi nói rằng ông rất thật thà? Bởi vì gần như những câu chuyện của ông là được công khai. Và ngay cả cái việc mà ông ấy gặp những người á, xin báo cáo với các bác rằng là những người góp ý và nhắn tin cảm ơn á, đợt đấy thì có rất nhiều người làm công tác phòng chống dịch hỗ trợ, thì Bí thư Nên cũng đã cảm ơn mọi người. Xin chia sẻ các bác là như vậy. Và có thể nói rằng là cứ công khai hóa ra rồi mọi người sẽ nhận biết được. Nhân đây ấy, thì có một cái bài viết rất hay của anh nhà báo Ngô Nguyệt Hữu của báo Ngày Nay. Thì nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã có một cái chia sẻ thật lòng với các bác và mọi người về các bí thư thành ủy dưới thời gọi là của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin trích dẫn nguyên văn để các bác và mọi người cùng theo dõi. Sài Gòn thì có Bí thư Nên này. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn làm bí thư thì thay ông Nguyễn Thiện Nhân với không nhiều kỳ vọng. Nhân đây thì tôi xin chia sẻ một cái tin mới nhất ấy. Thì ngày hôm nay thì Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã nói rằng là cái 5K là một cái gọi rằng là trong phòng chống dịch thì 5K là bây giờ không cần thiết nữa, là phải làm lại. Thì xin chia sẻ các bác rằng là cũng rất thật thà để nói rằng là 5K, ví dụ như cái K là khoảng cách chẳng hạn, chỉ còn mỗi cái khẩu trang, mỗi cái khử khuẩn là có thể rằng ok lên một cái nữa, còn hai cái K còn lại thì không cần thiết nữa và rất khó để thực hiện, thì ông xem xét lại cái 5K. Thôi thì cái đấy để sau nhé. Tôi xin trích dẫn với các bác một cái bài phân tích, một cái bài bình luận của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu nói thế này: Sài Gòn thì có Bí thư Nên, ông Nguyễn Văn Nên thì về Sài Gòn làm bí thư thay cho Nguyễn Thiện Nhân với không nhiều kỳ vọng. Dân Sài Gòn thì đã thật mệt mỏi với các nguyên bí thư, người thì xa dân như là ông Lê Thanh Hải, người thì dân túy như là ông Đinh La Thăng, người thì trầm lắng và vô vị như là ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn trong cái bối cảnh Sài Gòn còn nhiều giang dở. Công sản thì bị điều tra, quan chức thì dẫn tay nhau vào tù. Một vài thương nhân lớn thì gặp rắc rối. Ông Nguyễn Thành Phong thì ra Trung ương vào Ban Kinh tế Trung ương. Ông Văn Văn Mãi thay thế. Hồi ông Mãi còn làm bí thư tỉnh đoàn Bến Tre thì tôi có gặp ông Mãi hơn một lần. Ông Mãi dễ gần, có cảm giác hiền lành, chân chất, mộc mạc. Mặc dù hồi lành làm lãnh đạo Bến Tre không có gì khởi sắc cho lắm. Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước, có cả hai tân đại quan nhân, một người đứng đầu về mặt đảng, một người thì đứng đầu về mặt chính quyền. Trong đại dịch thì gần như là toàn bộ máy lãnh đạo của Sài Gòn là bị động. Có cảm giác các lãnh đạo sở, mặt trận
thì đều ngồi chờ nghe chỉ đạo. Còn nếu ông Nên, ông Mãi không có chỉ đạo thì tất cả sẽ không làm gì cả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào Sài Gòn còn đến bệnh viện thu dung thăm bệnh nhân, động viên, bác sĩ. Ông Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thời điểm đó, thì lại đi trao quà cho các hộ dân ở vùng xanh. Hai cái hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Thế cho nên không có gì ngạc nhiên khi ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, không nhìn thấy cảnh mấy triệu dân ngụ cư đói, hối hả về quê trên xe ba gác, xe máy cũ nát. Ông Tấn thì nói đại ý là nhờ có lãnh đạo thì không có ai thiếu đói. Mạng xã hội thì phản ứng dữ dội. Ông Tấn hoảng quá nói xạo, tôi không có nói vậy. Báo giới ngay lập tức trưng ra bằng chứng. Cùng đường, ông xin lỗi. Sài Gòn thì bao nhiêu năm nay, một vài giám đốc sở thật sự rất yếu kém, đâu cũng có vấn đề. Sở Giao thông Vận tải thì hay đưa ra các tối kiến mà lại nói rất to. Sở Công Thương thì nhạt nhòa trong điều hành phân phối hàng hóa trong đại dịch. Trên hết cả, lãnh đạo sở có những phát ngôn rất vô cảm, kiểu như là giá xăng tăng mà không thấy nghe ai nghe, giá xăng tăng mà không nghe ai than, hay cạt xe là phải đứng yên, chứ còn nhúc nhích thì là còn chưa là kẹt. Và thứ hai, Bí thư Nên là một người biết lắng nghe. Anh Nguyễn Thiện là một công dân, anh Thiện có email của Bí thư Nên. Anh Thiện vẫn hay hiến kế cho thành phố. Bí thư Nên thì đều reply thư và tức là trả lời thư và mời cả gặp riêng để lắng nghe. Bí thư Nên cũng là người gần dân, dám nhận sai, dám nói những điều lãnh đạo chưa làm đúng. Nhiều thông tin được Bí thư Nên bạch hóa khiến dư luận hiểu thêm rất nhiều điều. Đấu giá đất Thủ Thiêm, khi tôi thấy Tân Hoàng Minh xài xảo thuật, tôi đã hiểu nếu lãnh đạo tin vào kẻ này thì sẽ sập hầm. Đáng tiếc, cuối cùng thì mọi việc diễn ra như mọi người đã biết. Thần thiêng nhờ bộ hạ, Bí thư Nên có giỏi bằng trời, Chủ tịch Mãi có ngang bằng đất, mà công tác cán bộ vẫn diễn theo cái kiểu hiện tại thì thành phố Mãi sẽ phát triển không xứng tầm với tầm lực. Quan trọng hơn, lãnh đạo thành phố còn có vẻ ngại ngần khi vài lãnh đạo sở tỏ ra thụ động, xa dân hoặc không nắm được tình hình thực tế. 3. Có rất nhiều người khen Bí thư Nên như là chú Ly Kết Thành, sư trưởng. Quan sát Bí thư Nên lâu nay, tôi cũng dành rất nhiều thiện cảm cho Bí thư. Tuy nhiên, vẫn mong Bí thư mạnh mẽ hơn trong việc chấn chỉnh cấp dưới, chứ đọc tin thấy C03 đòi kiểm tra gói hỗ trợ của thành phố. Ông Giám đốc Sở Lao động thì đăng cả số tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp, vân vân, thì thấy buồn quá đỗi. Người phương Nam hào sảng, kiến nghĩa bất vi dòng dã, không có chỗ cho thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền ở trên đầu. Hay quá, thờ tiền ở trên đầu, câu này hay quá. Thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền trên đầu. Wow, câu này hay nha các bác nha. Người phương Nam hào sảng, kiến nghĩa bất vi, vô dòng dã, không có chỗ cho thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền trên đầu. Về nhân diện thì Bí thư Nên là người sắc sảo, cá tính mạnh và quyết đoán. Nhưng biết đâu như người ta hay đùa, nhân tại quan thân, nhân tại quan trường, thân bất do kỷ chăng? Tôi thì vẫn tin rằng là Bí thư Nên là một người có thể nói rằng là ok, rất hiền hậu, rất biết lắng nghe. Và tôi cũng mong rằng là Bí thư Nên cứ bạch hóa ra để mà lỗi ở đâu sửa ở đó. Chứ còn không bạch hóa, không chịu thọc sâu vào những chỗ khó thì khó xử lắm, đúng không ạ? Ngay cả báo cáo với các bác rằng là đúng là Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều vô cùng kỳ lạ, nhiều điều vô cùng kỳ lạ. Tôi sẽ chia sẻ với các bác một vài đoạn sau. Đó. Nhưng đáng nhẽ nếu mà công an Thành phố Hồ Chí Minh mà chủ động làm việc này, không chờ đến khi C03 gọi vào, nếu như phát hiện ra thì giờ. Không phát hiện ra thì không sao, nhưng mà phát hiện ra thì có lẽ anh Lê Hồng Nam, công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng nên phải tự xem xét lại. Và đặc biệt hơn nữa là báo cáo với các bác rằng là những cái sự việc như là khu đất Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai, mà nếu không xử lý những cái việc của Quốc Cường đến đâu đến chốn ấy, thì cũng phải xem lại cái năng lực của cán bộ, đúng không ạ? Hay là vụ 9 triệu cổ phiếu của Sadeco liên quan tới ông Tất Thành Cang mà Nguyễn Kim mua được, mặc dù đã trả lại nhưng hành vi thì đã cấu thành đó. Còn trả lại hay không á, thì xin phép với các bác rằng đó cũng chỉ là cái nó gọi rằng là khắc phục hậu quả, là tình tiết giảm nhẹ,
chứ không phải là hình thức sai lệch được. Cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là Bí thư Nguyễn Văn Nên cần phải quyết liệt làm hơn nữa để trong sạch cái bộ máy của Thành phố Hồ Chí Minh, loại bỏ những cái con sâu ra khỏi nồi canh, và từ đó mới dẹp được cái bè lũ lợi ích nhóm. Nói thế thôi các bác ạ. Những nhân sự mà trưởng thành ở trong cái thời kỳ mà Bí thư Lê Thanh Hải thì tôi tin rằng là rất khó có thể dùng. Thật sự là thế. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.